Hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay là tháng 5 rồi nha cả nhà. Bây giờ là cuối tháng 5 rồi mà su su của em nó đang ra nè cả nhà ơi. Đây cả nhà thấy trái su su không? Cái nhánh này đến mấy trái luôn đó cả nhà. Đó. Nè. Qua bên đây. Đây nữa nè. Mấy trái nhỏ nhỏ lên quá trời luôn cả nhà ơi. Cái góc bên đây nè. Cái góc bên đây nó nhiều hơn nè cả nhà, là tại vì nó đủ nắng á cả nhà. Đây. Đây. Cả nhà thấy cái su su của em. Một nhánh này là hai trái không? Đó. Cái nhánh này cũng hai trái nè, nó ba trái nhưng mà nó đầu được có hai trái à cả nhà. Đó. Ở bên đây nữa nè. Đây cũng hai nhánh hai trái nè. Đây cả nhà không thấy là nhánh này hai trái nè. Su su. Đây nhánh này ba trái nè mà không biết nó đậu mấy trái cả nhà ơi. Đó. Và đây. Quá trời su su luôn cả nhà ơi. Cái này là su su đầu mùa nha cả nhà. Đây. Cái su su này là đầu mùa cả nhà ơi. À, thì tháng 5 su su nó sẽ nở nha. Cuối tháng 4 đầu tháng 5 nha cả nhà. Là nó sẽ ra bông. Đó, nhiều lắm cả nhà ơi. Đây, hôm nay nó leo qua tới cái vàng máy của hồ bơi rồi nè. Đó. Ok, bây giờ mình đi ra mình khoe với cả nhà cái vườn rau của nhà mình nhé. Đây. Đây là một cái vườn rau cải. Cải thìa cả nhà ơi. Cải ngọt. Đó. Yes. Đó, bây giờ ông xã em mang đồ ăn sáng ra ngồi chỗ lý tưởng đó cả nhà. Đây là ớt capsicum nè cả nhà. Đó, ớt nhiều lắm. Đây. Đó. Đây, trái ớt này bự ghê chưa. Nè, bên đây cái một cây này là nhiều trái lắm nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. 6 trái, 7 trái, 8 trái. Nhiều lắm, nhiều mấy trái nhỏ li ti nhiều lắm cả nhà ơi. Đây, đây là bắp cải nha cả nhà. Bắp cải, còn đây là dưa leo nè. Dưa leo, cái gì đâu mà nó... Đi qua đây, cho nó leo lên đây. Đó. Góc bên đây là bắp cải nè cả nhà ơi. Đó, bắp cải. Oh, I think I see the worm somewhere here. That is the leaf. Hey, where the worm? Okay, I will find you later. Now I'm busy. Đó, đây là đèn bắp cải nè cả nhà. Đây là hũ hoa vẫn còn nha cả nhà nha. Hũ hoa còn rất nhiều. Đó, hũ hoa còn rất nhiều nha cả nhà. Đây. Còn rất nhiều nhưng mà lá nó hơi héo thôi cả nhà ơi, tại vì mùa lạnh đó. Mà không biết nó có chịu nổi không nữa. Đây. Đó. Hũ hoa còn rất là nhiều. Qua bên góc bên này. Là bắp cải. Hũ hoa em mới ươm nữa nè cả nhà. Còn đây là củ rền. Củ cải trắng. Đó. Còn đây là cây kale nè cả nhà. Đó, cây kale. Hình như có em sâu nào ăn cái lá của mình hay sao á. Mình thấy nó mình sẽ giết nó liền à. Đó, mỗi lần cứ đi ra vườn như vậy nè cả nhà, dở mấy cái lá lên kiếm sâu. Đậu đũa vẫn còn nha cả nhà. Đó, đậu đũa nè, nhiều lắm nè. Đó, đậu đũa nè cả nhà, thấy đã không? Đậu đũa. Đó, cả nhà thấy đậu đũa không? Nhiều, rất là nhiều đậu đũa. Đây, ở dưới đây nè. Đây, bên đây cải thìa nè, để làm kim chi nè. Đó, ông xã ngồi ngay đó. Đây là củ rền nè. Đây là cải củ cải trắng nè cả nhà. Đó. Còn đây là cái cây cà chua. Đó. Cả nhà thấy trái cà chua nhiều không? Rất là nhiều cà chua nha. Đó, mà nó chưa chín thôi. Nó đang còn xanh đó cả nhà. Nhiều dữ lắm, cà chua của em nhiều dữ lắm.
đây. Cả nhà thấy cà chua của nhà mình không? Rất là nhiều cà chua. Và bên đây cũng là củ rền. Đây là củ su su hào chứ, su hào. Hôm nay khoai tây nó đã lên nè cả nhà, khoai tây. Còn này là cải ngọt. Đó, su su. Ở đây cũng có cây cà chua nữa nè cả nhà. À, cà chua nhà mình á là nó tự rụng xuống á cả nhà, thì nó sẽ lên nữa cả nhà ơi, nên mình để vậy luôn. Đó. Cả nhà thấy cây cà chua của mình không? Mình đâu có trồng đâu, tự nó nhảy lên á rồi mình để luôn. À, khu này thì mình đang trồng khoai tây. Và bên khu này thì đang là cải ngọt nè cả nhà, nhiều lắm, thấy không? Cải ngọt. Còn mấy cái này là ớt ớt tí hon nè. Đó. Đó, còn dưa leo ở góc kia. Đây, bầu của mình vẫn còn nha cả nhà. Đây, bầu của mình. Mình sẽ vẫn còn non thấy chưa cả nhà. Mình bấm cái nút này vô vẫn còn non. Thì hôm nay hoặc ngày mai mình sẽ thu hoạch nha cả nhà, bầu với mướp. Mình nghĩ là mùa lạnh nó sẽ không có, nhưng mà nó vẫn lên bình thường á cả nhà. Đó. Nè, ở trên đây nè, ba bốn trái luôn. Đó, hôm nay mình sẽ đi thu hoạch nha cả nhà. Hay là ngày mai, mai đi. Đó, đây mấy con gà. Và bên đây nữa nè cả nhà. Có cà tím. Đó, đây mình có cà tím nè, hôm nay nó mới ra nữa nè. Cà tím. Đó. Đây, cà tím nè cả nhà thấy không? Đó, và bên đây là hẹ cần nước. Bên đây là đu đủ. Ok, thì mình đi ra ăn trước nhà nha cả nhà nha. Và đây là cái dãy hoa sen đá của nhà mình đó cả nhà. Đây, cả nhà có thể thấy là chỗ này mình trồng hoa sen đá. Đó. Mình quay sơ cho cả nhà những cái vỏ treo ở trên đó nha. Đó. Ok, mình đi tới gần chỗ này nha. Đây là những cái hoa sen đá mình rất là thích nè cả nhà. Thấy đẹp chưa? Bây giờ là mình vô làm rồi đó cả nhà. Là mình không có thời gian trong vườn nhiều. À, cái lúc mà mình nghỉ dịch đó là ở nhà thường hay chăm vườn, chăm đồ. Giờ là mình bỏ bê hết cả nhà. Cái nào nó lên được thì nó lên. Đó, nhưng mà vẫn chăm ít, nhưng mà không có chăm nhiều như hồi đó. Đây. Và cái chậu hoa sen đá này là mình rất thích nè cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Có những cái búp mà nó nở rất là đẹp. Đây. Đẹp quá cả nhà ơi. Đây là mình đang ươm đó cả nhà. Cái này là mình đang ươm nè. Thì nó lên. Cái nào thì nó lên. Hello. Đây là trước nhà của nhà mình nè cả nhà ơi. Đó. Mình có rất nhiều rau trăm nè. À, hôm nay là cái mùa lạnh á, nên rau nó cũng không có được tốt mấy nha cả nhà. Đó. Cái này là cải xanh. Là hẹ nè cả nhà thấy không? À không phải hẹ, hành. Và đây là cải xanh. Đó cả nhà thấy ha. Chuẩn bị vào mùa đông rồi đó cả nhà, thì nó hơi se lạnh một chút xíu. Thì hoa thì cũng đã nở hết rồi. Mình cũng mới tỉa. Bây giờ chờ mấy ngày nữa thì nó sẽ nở tiếp nha cả nhà nha. Đó, ở đằng đó là dãy hoa giấy.
Và đây là dãy hoa lan. Đây là dãy hoa lan của nhà mình với hoa succulent. Cả nhà thấy không? Cái sắc cái là này hôm nay nó đẹp quá cả nhà ơi. Chắc để mình nhổ ra để mình bỏ vô cái chậu. Cái chậu mới. Đây cũng là nhiều lắm nè cả nhà. Bị mấy cái con ốc sên nó ăn đó. Bị mấy con ốc sên nó ăn. Lan cũng ra. Đây, lan. Thôi cá nhà mình ơi. Là mình thảy cá. Mình làm cái lưới này để khỏi phải mấy con cò nó vô đây nó ăn á cả nhà. Cò nó vô nó ăn dữ lắm. Nên mình làm cái lưới để mình che lại. Mình thì thích nuôi cá mà cò nó vô nó ăn. Đó, cả nhà thấy cá mình nó môi lên chưa? Đó, cá mình nó lên nó ăn á. Mình cũng có cá bảy màu ở dưới rất là nhiều. Tại vì ở đây mình không có thấy cá bảy màu. Ok, bây giờ bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem cái kênh cuộc sống ở Úc của gia đình nhà mình. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày thật là an lành bên gia đình của mình. See you guys. Bye.